mọi người buổi sáng vui vẻ nhé, hạnh phúc nhé các bạn. Đấy, hôm nay là mình rảnh đi thăm rể các bạn. Đây này. Tháng trước ấy, có mình khỏe ấy, là mình xả lúa ấy. Là xả trước cày sau ấy các bạn. Bây giờ thanh thế này này. Đấy. Đây này. Này. Bên này ấy, ít bón phân lắm các bạn. Vì hôm nay mưa nhất là không nước không cạn nữa các bạn. Nước không cạn không bón được phân nha. Đây mình sẽ quay nha, quay cho các bạn xem nhé. Đây này mọi người. Đây là ruộng của mình này. Sầu quá. Còn bên này là em nha bạn. Vì phong tục ấy, bố mẹ cho ấy. Vì năm trước đây là một thôi, một ruộng thôi. Giờ chê này. Đấy. Rành nhận đây này. Hai anh em chê nhau nha bạn. Mm-hmm.